Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cái phiên bản update 2.0 thì sẽ có những cái đồ gì, và hiện tại thì mình cũng đã soi ra được một vài cái đồ mới. Thì bên chế độ Zumbai thì vẫn chưa có chế độ Zumbai Kishin, mới có Zumbai cái này là Zumbai Boots, nhưng bên này thì gọi là siêu Zumbai cũng được, sao cũng ok. Và ở phía dưới này thì cũng không có gì mới mẻ hết. Chúng ta xuống phần boss thì sẽ cập nhật cái con boss rồng ba đầu, và các bạn có thể nhận được cái bomb flash và bomb smoke. Thì nó đang ở cái mức thường, nó chỉ úp lên cái mức thường thôi. Chúng ta phải đợi cái mức khó thì sẽ có bomb nữa, và đây thì chỉ có hai quả bomb smoke với lại flash, thì mình nghĩ là các bạn không nên đi kiếm cái hai cái này làm gì, tại vì cũng bình thường thôi. Các bạn đợi mấy quả bomb ngon ngon hơn một tí thì lấy luôn một thể. Về cái vòng quay thì nó sẽ có update lên là gì ta, cây M14 quái thú vô hình sẽ là trái tim của cái vòng này, cùng với đua TMP Ares chích nhầm, đua TMP thiên sứ, cùng với đá thức tỉnh của cây ngắm liên thanh. Và mình cũng thích thêm một điều nữa là ở đây có cái khẩu lục Anaconda Blue Pottery, mỗi khẩu súng cũng rất là tuyệt vời. Và cái dòng Anaconda thì trên phiên bản CFL hiện tại thì chưa có. Rồi, những ai đã đăng ký về cái slot mà mua cái khẩu M4A1 quái thú vô hình thì các bạn sẽ nhận được gì ta? Một cái khẩu quái thú vô hình, và thứ hai thì sẽ nhận được đua Stay TMP thiên sứ, và nhận được thêm là 30 mảnh gì ta? 30 mảnh nâng cấp của cây ngắm liên thanh. Rồi, về phần đấy là về phần những cái khẩu súng update, và chúng ta muốn xem thêm thì các bạn vào khu vực VIP. Đấy, các bạn ấn vào VIP thì nó sẽ có thêm gì ta? Xẻng Bon Bis và M14 EBR Bon Bis, và nó ghi là Đắc Nai. Thì cái này là dòng Bon Bis mà nó ghi lại ghi Đắc Nai, chắc là Đắc Nai đấy. Mình méo biết là cái gì luôn. Còn đua Gatling thì nó lại cho vào cái dòng low cost. Cứ định mệnh luôn. Cái này low cost à? Đùa bố. Và chúng ta sẽ kéo xuống dưới này coi có gì hot. Tên của cái khẩu DE Thunder thì thêm chữ bot ở phía sau. Còn xin lỗi các bạn hơi bị ồn. Và chúng ta nhìn xuống dưới này thì có khẩu AK-47 Inferno VIP và DE Inferno luôn, cùng với một set Inferno, thế thôi. Và ở dưới này để xem, chúng ta có Katana Transformer Shin. Rồi, méo biết là Gold. Cái này Gold mà sao lại Shin ta? Đùa. Để xem dưới này VIP, và chúng ta sẽ có thêm cây AK-47 hàng fake của Inferno. Ở dưới này là dòng Transformer. Transformer thì chưa có set đâu. Bên phiên bản CM China cũng chưa có set mà. Rồi, Aurora, 3Z các kiểu. Dưới này có gì ta? Rồi, dưới này có MSG 90 bis mà thuộc dạng gold với cay. Bây giờ nó thêm chữ gold mình méo biết cái gì. À, dưới này có Block Hit Shark mà bây giờ nó dịch ra là Golden Shark. Định mệnh. Sao lại không đặt Block Hit Shark nhỉ? Cái này mà đặt cái tên đấy thì mắc. Mắc binh về thế giới luôn. Chúng ta sẽ được thêm cây đại bác phun lửa M45D Black Dragon. Khá là đẹp, nhưng cây này bên CM China thì chỉ có vài người có thôi, không có ai có được cái khẩu này đâu, tại vì nó rất là hiếm. Chúng ta sẽ được xem về cây rìu. Hồi trước mình hay gọi ở bên CM China hay gọi là rìu sinh hóa, và bây giờ thì nó qua thành cái tên khác rồi. Mình ngu tiếng Anh lắm, mình méo biết đây đây là cái gì. Rồi, ok, cũng khá là đẹp và mắc hiếm ấy. Cây rìu này là rìu mắc hiếm ấy anh em ạ, không có mấy ạ có đâu. Chúng ta có thêm Sonoco và Venus, tuyệt vời, xinh lắm cơ. Đây phải gọi là thèm thì vào liếm màn hình thôi. Đấy, Sonoco thì chỉ được con bé này đẹp thôi, còn lại thì xấu lắm. Và ở đây thì chúng ta có shop của clan, thì khi mà các bạn tích lũy điểm clan thì các bạn có thể đổi mấy cái vũ khí này, như cái này đây, thì chúng ta tích lũy tầm 4.000 thì sẽ nhận được. Ủa, cái này mà ra sớm sớm một tí thì mình đập phá kim cương nhiều, lại có đồ để review. Đấy, và chúng ta tích lũy điểm. Các bạn tích lũy điểm clan bằng cách thì các bạn hoạt động theo clan thì nó tăng điểm trong clan, thì nó sẽ tăng điểm ở đây luôn. Thì các bạn hoạt động như theo kiểu điểm clan ấy, nó không khác gì luôn.
trong Glam tăng thì ngoài này sẽ tăng, và chúng ta có thể là mua thẻ SP này để boss cấp được, rất là tuyệt vời. Cái này là búa sắt, ý chứ nhầm, búa bạc chứ nhở. Rồi ok, và chúng ta xem như vậy thôi. Vào phần thiên phú, và chúng ta đã được update lên phiên bản 2.0, chúng ta đã được có thiên phú rồi. Và thiên phú thì mình cũng không được bao nhiêu, mới cộng linh tinh các kiểu, rồi cộng một fan nữa là hết luôn. Thì các bạn cứ nhìn vào đây mà cộng thôi. Nếu các bạn đi hay đi rank C4 thì các bạn cộng cái hàng này thôi. Đấy, cộng cái hàng này. Đây là nếu các bạn thiếu điểm thì các bạn cộng trước cái hàng này full đã, rồi cái những cái hàng sau thì các bạn sẽ cộng sau. Đây là cái hàng chuyên, chắc chắn là chuyên C4 rồi. Đây là chuyên dùng bài và AI các kiểu. Còn thông dụng thì cái này là kiểu như là phụ thêm thay đạn nhanh. Thì các bạn đi C4 thì các bạn cũng phải cộng cái này. Đấy, C4 thì các bạn cũng phải cộng cái này này, cộng cái này và cái này, chắc chắn là cái này. Tại vì cái này là hình như là cản bom hay là rớt xuống đỡ chết hay sao ấy, giảm sát thương, nhảy từ cao xuống và trúng lục đạn. Đúng rồi, mình đâu có sai đâu. Đấy thì các bạn cộng ba cái này. Đấy thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Bom này thì các bạn nếu mà thừa điểm thì đây là mình cộng theo cái phương pháp là ít điểm nhưng muốn ăn được ngon thì các bạn nên tích lũy cộng vài thứ thôi, chứ đừng có cộng linh tinh thì nó sẽ rất là tốn, và khi đó thì các bạn sẽ không đủ điểm để cộng hết. Các bạn có thể cộng cái này, giảm thời gian bị choáng này, tuyệt vời. Cái này cộng đạn này, nhưng cũng không cần, cái này cũng không cần đâu anh em nhá, cái này thôi. Nói chung là đi C4 thì cái dòng này là tuyệt vời nhất. Còn zombie thì cộng zombie cũng cộng những cái dòng này. Đấy, cũng hay cộng mấy cái dòng này nhưng cộng ít thôi. Cộng từ ít thôi. Bên này các bạn là bên này AI nhỉ. Ok, các bạn chắc chắn là các bạn chỉ chuyên C4 thôi thì mình nghĩ là các bạn cộng cái dòng này, còn mấy cái dòng bên này các bạn cộng sơ 1-2 thôi cũng được rồi, không cần nhiều. Và cộng cái dòng này để chơi zombie tốt hơn. Và gì ta? Đây, tăng cho zombie và hunter. Đây, cái này là tăng tiếp nha các bạn, cộng cái này là sẽ là tăng tiếp. Đấy thì nó chỉ như thế thôi. Và chúng ta sẽ xem những cái phần khác. Mấy cái đấy anh em tự, đây là toàn tiếng Việt hết nên mình nghĩ là các bạn có thể tự xem xét ra như thế nào để cho các bạn có thể ấy được, cho một cái tốt nhất. Đấy, tăng tốc độ thay đạn hiện tại thì các bạn cũng có thể đi C4 cũng phải cộng mấy cái này. Đấy thì các bạn để mình xem, mình không biết là lấy cái vòng quay lát thì mình sẽ nói sau. Vòng quay thì hơi bị lòng ngoằng, thì các bạn những các bạn mới chơi thì sẽ rất là lòng ngoằng. Để mình xem cái chỗ nào lấy điểm thiên phú. Vâng, thì không có chỗ để lấy điểm thiên phú và các bạn đành phải cộng chay. Thì tức là các bạn phải tốn game để cộng chay. Đấy, thế nó mới cay. Thì mình sẽ tốn thử vài game để cộng chay. Đấy, tuyệt vời. Cái cộng chay thì khắm lắm, siêu khắm luôn đi. Thì mình cộng mỗi phát rồi thì như này nhiều tiền, chắc là cũng không trách mình đâu nhỉ. Thế luôn đấy, mỗi phát là giật cứu đầu rồi. Đấy, tăng độ xuyên thấu của chết nhầm, nhiều thế nhở. Cái này mới ngon này, nhưng tốn quá. Mình cũng sợ bên đấy lại nói mình lạm dụng game khi review ạ. Rồi thế thôi, mong là chủ ạc nạp nhiều game cho mình cộng. Thế thì tuyệt vời. Cái này chờ người nó sẽ ra map bắt cua và cái map đấy sẽ có điểm thiên phú cho các bạn cộng sướng hơn. Đấy, nhưng bây giờ thì chưa có. Đồng ý đại gia độc thần sơ cấp. What the fuck, đại gia độc thần đùa bố à? Chúng ta chưa đâu, cái này chưa có update cái map bắt cua đâu, các bạn phải đợi cơ. Nó update dần dần và chúng ta sẽ vào cái vòng quay. Vòng quay thì nếu các bạn muốn quay được phải có chìa khóa. Mà chìa khóa thì các bạn phải vào. Ui, game tăng lên này. What the fuck. Game tăng lên này. Đùa bố à. Rồi chúng ta sẽ cùng vào cái vòng quay để review. Các bạn muốn có cái chìa khóa để quay được cái ấy này. Ô, sao lại VIP 8 giảm giá nhiều nhỉ? Đây VIP 8 càng cái VIP 5 của mình thì còn 600 mấy thôi, còn VIP 8 thì còn có 580 VL. Và khi mà các bạn muốn có được chìa khóa để quay cái vòng này thì các bạn phải
lấy cái chìa khóa, các bạn ấn vào cái nút chìa khóa này ở trên góc bên phải bên trên màn hình, các bạn ấn vào thì các bạn nạp thẻ thì nó sẽ cộng cái điểm gì ta, cái các bạn đến cái rương kho báu này đấy, thì khi mà các bạn nạp tiền vào thì nó sẽ tính tương đương với lại cái số tiền của các bạn nạp. Thì tức là các bạn nạp 10.000 game thì như thiên nhiên chủ hạc đã vừa nạp 10.000 game vào à. Đấy, ảo loi. Đấy, chúng tôi gọi đấy là chất. Khi mà các bạn nạp 10.000 game vào thì nó cũng cộng tận 10.000 cái điểm này để các bạn mở cái mấy cái rương này. Mình khuyên các bạn là nên mở cái rương to nhất và cái rương thứ hai. Đấy, thì nó sẽ rơi ra chìa khóa, còn đừng có mở rương cuối cùng làm gì. Nó tốn tiền lắm. Và rương cuối cùng này chúng ta có thể nhặt được thẻ thiên phú này. Hay lắm DM, bên này có không? Không có. Và các bạn muốn lấy thẻ thiên phú thì phải mở cái rương này. Đây là điều duy nhất để các bạn kiếm được thiên phú. Đấy, mình cũng vừa phát hiện ra thôi chứ nãy giờ có soi đâu. Ở đây thì có gì ta? Rương này thì trời ơi, anh mấy bác ấy át toàn vũ khí gì không à? Chứ có đồ ngon đâu. Đây là toàn IAS với này mấy cái đồ bình thường thôi. Mình cứ tưởng là đồ ngon cơ. Thôi không sao, mình sẽ quay thử một phát, đập một cái rương thần bí để cho các bạn có thể xem được là nó ảo rồi như thế nào. Rồi ok, chúng ta sẽ đập thử nha. Hello mấy cưng. Rồi chìa khóa ba cái, linh kiện các kiểu. Ok, chúng ta sẽ đập cái rương bé nhất để xem có không. Rồi vãi cả xoài. Rồi trò thế đi. À mà nhiều, chúng ta nhiều mà. Chúng ta nhiều tiền, chúng ta có quyền. Đấy, đập vào đây thôi. Trời ơi, chống đạn này. Mình sẽ đập nhiều nhiều một tí. What the fuck? Mình cần ở đây là cái khác cơ. Cái khác, cái DM các thím. Tao sợ chúng mày quá đấy. Úi trời ơi, mình nghĩ là khó nào đây. Nhưng mà cũng rẻ mà. Chỉ có 60 thôi. 60 chúng ta đập sấp mặt lờ. Rồi nói chung là khó lắm. Mở thử 680 xem như thế nào. 680 cũng được một thẻ. Ok tuyệt vời. Thì mình sẽ vào quay một phát ở cái vòng quay M4A1 quái thú vô hình. Cái arc này thì có rồi. Chủ arc nói là không cần quay. Nhưng thôi, em thì em chả nghe ai đâu. Em chỉ nghe các bác thôi. Chọn cái nào đây bây giờ? Các bạn thích mình chọn cái nào? Úi dồi ôi, bom này. Đùa bố à? Sao lại mở đúng quả bom nhỉ? Thế thì em mở thêm một phát nữa nhá. Bác chủ hạc thì đừng có chửi mình nhá. Mình cũng thích cây Anaconda Blue Pottery. Mà cái hạc này thì chưa có. Rồi mở đúng quả bom. Hay thế. Mở chỗ nào đây các bạn ơi? Ở giữa nhá. Hay lắm DM. Tao sợ chúng mày quá cơ. Đấy, có sai đâu. Cần cái này là được rồi. Đấy, cần đúng cái mình cần. Ok, thì những cái vòng bên này thì chả có gì hết. Và quà GP. Rồi mình sẽ đập nốt luôn. Rồi chủ hạc thì nó cũng sẽ đập thôi. Mình đập trước thay chủ hạc. Cho dù bạn có chửi mình như thế nào thì mình cũng phải đập nốt luôn. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng đập nốt cái mấy cái rương này. Quá là nhiều luôn. Rồi linh kiện đen vô mơ. Nếu mà chủ hạc muốn tích lũy thì kệ bà chủ hạc nhá. Mình thì mình đập hết. Và khi mà các bạn tích lũy chìa khóa này thì ở cái gì ta? Ủa chìa khóa nhiều vãi cả hàng. Sau này chìa khóa có thể đổi được cái gì ta? Hình như là bên CM China chìa khóa đổi được cái gì đấy quên rồi. Bazet Transformer với lại 9A91 quái thú VL. Chìa khóa này các bạn có thể đóng sau 36 ngày. Vãi, cái vòng này sẽ đóng sau 36 ngày và sẽ chuyển sang cái vòng khác. Mình nghĩ là như thế. Rồi ok thì bản tên này chỉ...